trong cái thơm này nó có một cái loại nấm Candida rovicalis. Thì cái nấm này thường những cái thơm mạnh khỏe như thế này không có, nhưng những cái thơm mà nó ủng ủng, nó ủng khi chúng ta trồng thơm mà nó nằm, những trái thơm mà nó nằm gần đất ấy, thì nó sẽ gây ủng ủng ủng, thì cái nấm đó nó tấn công vào, nó gây ủng và nó sẽ nhiễm vào trong cái trái thơm, nhiễm vào trong cái thơm. Như vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng cái trái thơm đó và cái nấm nó đã nhiễm rồi thì chúng ta, nó gây chúng ta là bị trị tim nè, bị say sẩm nè, bị ói mửa nè, bị xỉu nè đó. Xin chào cô bác anh chị, thì hôm nay hãy sẽ chia sẻ cho cô bác anh chị mình một cái loại trái mà nó có thể giúp chúng ta hỗ trợ và điều trị cái bệnh, là ngăn ngừa được cái bệnh tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Ngoài ra nó sẽ giúp chúng ta trị được cái vấn đề sỏi thận và làm đẹp, nó giúp chúng ta làm tẩy chất nhờn này, rồi tẩy tế bào chết, ngăn ngừa mụn, rất tuyệt vời luôn. Chỉ cần một cái loại trái này thôi thì cô bác anh chị mình đã có rất là nhiều cái công dụng tuyệt vời như vậy. Quan trọng là nó sẽ ngăn ngừa được nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Vì những lý do gì thì mình mời cô bác anh chị mình đi vào cái video hôm nay để chúng ta có thể biết được cái loại trái này là loại trái gì mà nó lại hay đến như vậy. Đây nè cô bác anh chị. Cô bác anh chị mình nhận ra đây là trái gì không? Đây là trái thơm, trái khóm hoặc là trái thơm. Nó còn một cái loại nữa. Cái loại mà cái cây nó cũng giống như cây thớm vậy luôn, nhưng mà cái lá nó không có gai, mình gọi nó là trái dứa, cây dứa, cây dứa tây đó. Cái trái nó bự hơn đó, hoặc là dứa đường hoặc là khóm đường, thì nó khác với cái loại cây này là cái lá của nó không có gai, còn cái lá này là có gai đó, như vậy thôi. Nhưng mà loại nào thì cũng giống vậy thôi, cái khác biệt là cái loại lá có gai và lá không có gai thôi ha. Rồi, cái dứa này nó có rất nhiều tác dụng và nó có rất nhiều vitamin C, nó giúp sức khỏe chúng ta rất tốt. Khi chúng ta sử dụng cái dứa này uống hàng ngày và chúng ta đi ra nắng thì nó sẽ giúp chúng ta chắc xương, lại hay như vậy. Ngoài ra thì trong cái trái dứa này là nó có một cái chất là meramin, thì thường của anh chị mình lấy cái chất meramin, lấy cái trái dứa này mình ướp vô thịt, thịt nó dai hay là thịt nó nói chung là nó dai thì nó sẽ giúp cho chúng ta là thịt nó sẽ bớt dai lại. Thì đó là do cái chất meramin đó các bác anh chị mình, nó làm cho thịt mềm ra. Cái chất meramin này nó giống như cái chất mà có trong những cái cây như cây bắt mũi hoặc là cái cây nắp ấm gì đó, khi mà động vật nó bay vào đó thì từ từ nó sẽ tiêu ra. Bởi vậy chúng ta dùng nó để làm mềm thịt, nhưng chúng ta chỉ sắc qua hoặc bầm ra trộn chung với thịt để cho thịt nó mềm, nhưng trong vòng 5 phút thôi, 5 phút sau chúng ta lấy ra. Bởi vì chúng ta để lâu quá thì cái chất này nó sẽ gây mềm nhũn thịt ra và khi nó sẽ tan ra đó. Hai các bạn chị mình ha, đó là một cái gọi là cái mẹo để chúng ta có thể làm thịt nó mềm ra. Rồi, cũng do cái chất melamin này mà có một số các bạn chị mình chia sẻ lên trên YouTube là nó sẽ trị được sỏi thận, nghĩ là cái chất melamin này là nó sẽ gây tan sỏi. Nhưng cái sỏi chúng ta, cái cấu tạo của nó là từ cái chất là oxalat canxi, nó sẽ không tan. Vấn đề này thì nó cũng 50-50 thôi, nó không chắc ăn. Nhưng mình cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị mình luôn. Bởi vì sao? Nó lợi tiểu. Nếu cục sỏi chúng ta nhỏ thì chúng ta sẽ tiểu văng ra ngoài. Lợi tiểu nghĩa là nó tăng cái lượng nước tiểu lên và nó giãn cái đường tiết niệu chúng ta ra. Và chúng ta sẽ tiểu nhiều. Tiểu nhiều thì nó sẽ giãn đường tiết niệu ra. Từ đó thì nó sẽ, nếu mà sỏi chúng ta nhỏ thì nó sẽ đi ra ngoài theo đường nước tiểu. Còn sỏi lớn thì bó tay. Cái cách đơn giản lắm của anh chị, cái trái thơm vậy, cắt ngang trái thơm vậy ha, và chúng ta sẽ moi cái cùi ra và chúng ta sẽ bỏ một cục đường, một cục phèn chua lớn vậy, phèn chua ha, cục vô bỏ vào và chúng ta đậy lại và ghim cái tâm xi răng ghim lại và để đứng như thế này, và chúng ta sẽ đốt lửa nướng đó, nướng lửa đó, đứng khi nào nó cháy bên ngoài này thì chúng ta sẽ gọt bỏ cái lớp cháy đi và chúng ta sẽ dắt lấy nước, cái nước đó chúng ta sẽ uống ha. Thì nó giúp cho chúng ta là lợi tiểu và có thể là tiểu sỏi văng ra ngoài nếu cục sỏi nhỏ ha. Đó, bài thuốc đơn giản vậy thôi, nhưng ở đây mình không khuyến khích mình sử dụng bài thuốc này, bởi vì bài thuốc này nó gây ảnh hưởng rất là nhiều đến với dạ dày đó. Những người đau dạ dày thì chúng ta nên giảm đi cái vấn đề là sử dụng cái thơm này. Thì cuối video mình sẽ có những cái lưu ý rất là quan trọng.
Và khi cái lựa chọn trái thơm thì chúng ta sẽ lựa chọn trái thơm để trị bệnh, để sử dụng thì chúng ta sẽ lựa chọn trái thơm mạnh khỏe như thế này. Đừng có lựa trái thơm mà nó bị ủng. Cái vấn đề ủng này cuối video mình sẽ lưu ý cho các anh chị mình, nó rất là nguy hiểm đến sức khỏe chúng ta. Nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng trái thơm này, 1/4 trái thơm chúng ta ăn hoặc là vắt lấy nước uống thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe chúng ta. Nếu chúng ta vắt nước thì hoặc ăn thì nó sẽ giúp chúng ta là tan mỡ bụng, nó đốt cháy mỡ thừa, nó tan mỡ bụng chúng ta. Ngoài ra thì nó sẽ giúp lấy trái nước này chúng ta sẽ thoa lên mặt và rửa mặt thì nó sẽ giúp là tẩy tế bào chết và tẩy chất nhờn, từ đó sẽ ngăn ngừa mụn ha. Da dẻ chúng ta nó sẽ được ngăn ngừa, nó sẽ không hồng hào đâu các anh chị mình, là không hồng hào đâu, nó chỉ ngăn ngừa mụn, tẩy tế bào chết và tẩy chất nhờn thôi. Như vậy thì chúng ta đã có một cái cách tẩy chất nhờn và tẩy tế bào chết rất tuyệt vời rồi, rất đơn giản thôi. Nếu chúng ta hỏi có rất nhiều các bác chị hỏi Hải là chúng ta nên ăn gì, ăn những cái loại trái cây gì để cho tốt sức khỏe, thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ luôn. Rất là rẻ tiền nhưng mà lại rất tốt cho sức khỏe. Sáng chúng ta sẽ ăn chuối, trưa thì chúng ta sẽ ăn thơm, chiều là chúng ta sẽ ăn đu đủ. Và cái liều lượng như thế nào? Sáng chúng ta ăn 1 hoặc 2 trái chuối sau bữa ăn, ăn sáng hoặc là sau bữa ăn. Trưa chúng ta sẽ ăn 1/4 trái thơm hoặc trái dứa như thế này, trái thơm vừa như thế này ăn 1/4 hoặc là vắt nước uống sau bữa ăn 5 đến 10 phút. Chiều chúng ta sẽ ăn 100 đến 200 gram cái trái đu đủ chín sau bữa ăn, thì như vậy thì nó giúp sức khỏe chúng ta rất là tốt luôn đó, nhưng mà lại rẻ tiền nữa đó. Rồi để chúng ta có những cái bài thuốc để ngăn ngừa được cái cục máu đông, ngăn ngừa được bệnh là tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, rất đơn giản thôi. Bởi vì sao mà nó lại có cái tác dụng như vậy? Bởi vì trong cái trái dứa này nó có cái chất bromelain. Cái chất bromelain này nó làm loãng máu, nó làm tan máu. Từ đó khi chúng ta sử dụng thường xuyên thì nó sẽ giúp chúng ta là làm tan cục máu bầm, tan cái cục máu. Mà chúng ta bị cục máu bầm nó nghẽn ở một cái đoạn nào của mạch máu chúng ta thì nó sẽ gây chúng ta bị nhồi máu cơ tim, hoặc lên não, lên trên não thì nó sẽ làm tai biến mạch máu não. Như vậy thì chúng ta sử dụng cái dứa này mà chúng ta sẽ làm tan cái cục máu bầm nó ra. Đó, như vậy thì nó sẽ giải quyết vấn đề chúng ta rất là tốt luôn, nó ngăn ngừa rất là tốt luôn. Và cách dùng như thế nào? Mỗi lần chúng ta sẽ sử dụng là mỗi ngày chúng ta sử dụng 1/4 trái dứa thôi, và chúng ta một là ăn, hai là ép lấy nước để chúng ta uống sau bữa ăn 5 đến 10 phút là tốt nhất. Đó. Thì như vậy thì cứ ngày nào ta cũng sử dụng như vậy thì nó rất là tốt luôn. Ngoài ra nó có rất nhiều vitamin C, nó rất bổ cho cơ thể chúng ta. Đó. Cái chất bromelain này thì nó làm tan, nó làm loãng máu, cho nên những người mà chuẩn bị đi lên ca mổ thì chúng ta sẽ không sử dụng ha, chuẩn bị lên ca mổ không sử dụng. Rồi, như vậy ha. Ngoài ra thì cái lưu ý, những cái lưu ý mà mình muốn chia sẻ cho các anh chị mình từ cái trái thơm này, cái cách lựa trái thơm để chúng ta ăn và những ai có thể ăn được và những ai có thể hạn chế và không nên ăn. Trong cái thơm này nó có một cái loại nấm Candida Rovicalis. Thì cái nấm này thường những cái thơm mạnh khỏe như thế này không có, nhưng những cái thơm mà nó ủng khi chúng ta trồng thơm mà nó nằm, những trái thơm mà nó nằm gần đất thì nó sẽ gây ủng thì cái nấm đó nó tấn công vào nó gây ủng. Cái nấm Candida Rovicalis nó sẽ gây ủng và nó sẽ nhiễm vào trong cái trái thơm, như vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng cái trái thơm đó và cái nấm nó đã nhiễm rồi thì chúng ta, nó gây chúng ta là bị trĩ tim nè, bị say sẩm nè, bị ói mửa nè, bị xỉu nè. Đó. Như vậy thì khi mà chúng ta sử dụng trái thơm thì những cái thơm như vậy thì chúng ta không sử dụng, hoặc là người ta bán ở ngoài chợ đó, ngoài đường đó, mà người ta sắc sẵn gọt sẵn rồi bỏ một bịch đó, thì chúng ta cũng nên lưu ý vấn đề đó, chúng ta tốt nhất là chúng ta không sử dụng. Rồi phụ nữ có thai chúng ta cũng không sử dụng, bởi vì sử dụng ít thôi chứ không phải là không sử dụng, sử dụng ít thôi, bởi vì nó có tính chất lợi tiểu, nó không tốt cho phụ nữ có thai. Ngoài ra thì lỡ mà cái trái mà nó bị nấm như vậy, nấm Candida đó, thì nó gây rất là xấu cho vấn đề sức khỏe của người phụ nữ có thai, cho nên chúng ta cẩn thận sử dụng và dùng ít thôi. Đó. Thứ ba nữa là những người bị đau dạ dày, tá tràng, viêm loét dạ dày tá tràng, chúng ta nên hạn chế sử dụng. Nếu có sử dụng thì chúng ta nên sử dụng sau bữa ăn 5 đến 10 phút. Như vậy thì nó sẽ đỡ cái tác hại hơn. Rồi.
Đó là một cái số lưu ý mà Hải muốn lưu ý cho cô bác anh chị mình. Rồi, như vậy thì có đáng để nó trở thành nữ hoàng của các loại trái không cô bác anh chị mình? cái trái sầu riêng á, nó mệnh danh là vua của các loại trái. Còn cái trái này nó còn mệnh danh là nữ hoàng của các loại trái. Bởi vì cô bác anh chị mình thấy cái cấu tạo trái rất đẹp. Nó giống như một cái vương miện vậy đó. Rất là đẹp. Rồi, từ một cái loại trái dân dã như thế này, ở đâu Việt Nam chúng ta cũng có, nhưng nó lại có công dụng rất tuyệt vời như vậy. Nhưng không phải ai cũng biết công dụng của nó. Hôm nay hãy chia sẻ video này lên, mong rằng nó có thể giúp đỡ một phần nào cho các anh chị mình. Rồi, thì cái video thì hãy cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều, đã luôn đồng hành và ủng hộ trong suốt khoảng thời gian qua. Nếu như trong khi chia sẻ có vấn đề gì mà hãy chưa hoàn thiện lắm, thì các anh chị mình cứ mạnh dạn góp ý, hãy sẽ nghiêm chỉnh để hãy sửa đổi, để hỏi cải thiện lại, để chúng ta có một cái kênh thuốc nam tuyệt vời. Rồi, thì cảm ơn và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Vì vậy hãy đến đây, hãy xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.